Thưa quý vị, sau khi Thứ trưởng Trương Quốc Cường và Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến rơi vào vòng lao lý, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khởi tố bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vemedimax cùng 7 bị can khác về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vemedimax cùng với 7 bị can khác vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến vụ đấu giá khu đất gần 5 hecta ở thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, gây thiệt hại 200 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, ban đầu khu đất trên được công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc ban quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ xuống còn khoảng 300 tỷ đồng. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bà Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc đã đưa ba công ty tham gia, chỉ đạo cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó có một công ty chúng đấu giá hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Sau một tháng, Loan đã bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, tại cuộc đấu giá đất tại thôn Cổ Dương, ba công ty tham gia đấu giá được xác định là công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Tử Liêm, công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì. Kết quả, công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đối giá với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Điều đáng nói, nhiều lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimax và người sáng lập đầu lạc cổ đông nắm giữ vốn điều lệ hay giữ chức vụ cao trong ba công ty tham gia đối giá. Không chỉ vướng vào câu chuyện thâu tóm đấu giá đất, công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimax thuộc công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex còn dính vào lùm xùm trong vụ án hình sự, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mát Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và cục quản lý dược Bộ Y tế. Trong vụ án nêu trên, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Lê Xuân Khang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh Health 2000 Canada, hiện đang bị truy nã. Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, khi bắt được Khang sẽ phục hồi điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ sự liên quan của các cá nhân tại các doanh nghiệp dược để xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Vimadimax và một công ty khác trong việc đề nghị cổ quản lý dược cấp visa cho 7 trên 9 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Khang tự đến công ty trên giới thiệu là đại diện Health 2000 Canada tại Việt Nam và cung cấp hồ sơ giấy tờ giả gồm FSC của từng loại thuốc do Bộ Dịch vụ Công Chính phủ Canada cấp và GMP của nhà máy sản xuất Health 2000 Canada do Bộ Y tế Canada cấp. Để được ưu tiên mua thuốc khi có nhu cầu, ngày 25 tháng 2 năm 2008 và ngày mùng 10 tháng 5 năm 2010, hai công ty trên lần lượt ký đơn đề nghị cấp giấy lưu hành sản phẩm gửi đến Cục Quản lý Dược cho 7 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Tiếp đó là trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại hai công ty trên cùng công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimax và một số công ty khác trong việc nhập khẩu tiêu thụ 7 trên 9 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada. Thưa quý vị, kênh youtube dân Việt sẽ tiếp tục mang đến những thông tin mới nhất, nóng nhất trên cả nước. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.